Ta tạo các arc trong không gian 3 chiều. Cách nhanh nhất, ta di chuyển cao độ của khớp giữa, các arc sẽ thay đổi. Có thể di chuyển từng điểm trên khớp. Dùng công cụ bay arc, tạo cặp arc từ hai điểm và hai tiếp tuyến. Xóa thuật toán cũ, xóa khớp giữa, ta tạo arc từ hai khớp còn lại bằng cách xác định một điểm trên mỗi khớp và hai tiếp tuyến. Sau đó xác định arc. Trường hợp có hai điểm và hai tiếp tuyến không đồng phẳng, công cụ bay arc sẽ tạo một arc, một tiếp tuyến trung gian ở giữa hai điểm và một arc đảo chiều. Ta xác định các điểm chia trên hai khớp, dùng công cụ divide khớp. Sau đó dùng công cụ number slider thiết lập giá trị cho hai tham số n. Ta có các điểm chia trên hai khớp. Ta đã xác định được hai điểm cho arc thông qua các điểm chia từ hai tham số p. Tiếp theo đến tab khớp trong panel Primitive. Chọn công cụ bay arc. Component bay arc có 5 tham số đầu vào: tham số s nhập điểm bắt đầu của arc, tham số ts nhập tiếp tuyến thứ nhất, tham số e nhập điểm kết thúc của arc, tham số te nhập tiếp tuyến thứ hai và tham số giờ nhập tỷ lệ của cặp arc. Thiết lập các điểm chia ở hai tham số p cho hai tham số s và e. Tham số ts được xác định bằng một vector. Các công cụ cho vector, mặt phẳng, điểm ở tab vector trong panel vector có 3 loại công cụ vector tương ứng cho 3 trục ox, oy, oz trong không gian. Dùng hai component unit z thiết lập vào tham số ts và te. Vì hai vector cùng chiều nên các cặp arc ngược chiều. Ta đảo ngược giá trị của vector z trước khi thiết lập vào tham số te. Dùng công cụ reverse đảo hướng vector. Thiết lập unit z cho component reverse, sau đó thiết lập cho tham số te. Có thể thấy tham số te đang nhận giá trị âm. Ta có các arc bằng một nửa hình tròn vì hai khớp đồng phẳng. Khi di chuyển một trong hai khớp hoặc một điểm trên hai khớp, ta có các arc đa dạng hơn. Trên mỗi cặp arc có một mũi tên nhỏ cho ta biết vị trí điểm trung gian của cặp arc. Ta vừa tạo các arc trên hai khớp trong không gian 3 chiều. Có thể thay đổi giá trị tại tham số giờ, dùng công cụ number slider lập giá trị từ 0 đến 1 chia phần ngàn. Ta thay đổi tỷ lệ các cặp vòng cung. Component by arc có 3 tham số đầu ra: tham số A1 xuất thông tin các vòng cung thứ nhất, tham số A2 xuất thông tin các vòng cung thứ hai, tham số B xuất giá trị các cặp vòng cung. Dùng công cụ lock tạo một bề mặt từ các arc. Component lock có 2 tham số đầu vào: tham số C nhập khớp, các khớp lần này là các arc xuất từ tham số A1, tham số O cho các option như tính chất, hình dáng của bề mặt. Thiết lập tham số A1 vào tham số C, ta có một mặt lock. Tương tự với tham số A2, ta có một bề mặt mới được ghép từ hai bề mặt. Chú ý, không nên tạo một bề mặt từ tham số B. Rhino sẽ hiển thị đường giao nhau của cặp arc. Dùng công cụ Grab Join ở tab Surface trong panel Utility để hợp hai bề mặt lại. Nhấp đôi nền canvas, nhập Join. Tham số B, nhập các bề mặt Grabs cần hợp. Grabs là thuật ngữ chỉ các bề mặt được ghép từ nhiều đối tượng. Thiết lập hai mặt lock vào tham số B, ẩn hiển thị hai bề mặt cũ. Ta vừa tạo một bề mặt từ hai khớp cho trước. Hết bài 5. Retroactive.